Chào anh em ha. Bữa nay quay mấy gà con thả lan cho anh em coi. Ở ngoài cái khu thả lan này thì lúc nào nó cũng khoảng chừng 500-700 con. Này là mới thả ra. Này nó được 3 tháng. Cho nó ở trong này cho nó, tại vì thả chung ở ngoài là nó cắn nhiều lắm, nó lớn một chút rồi mới thả ở ngoài được. Nhiều lắm ha anh em ha. Này là gà khoảng chừng 5 tháng. Cầm cái điện thoại nó sợ. Ở bên này là cái khu đồng cỏ đặng cho nó ra đây nó ăn. Cầm cái điện thoại nó sợ quá trời. Một tuần nay là một tuần nay là trời nó mưa. Thì nó đang nắng như vậy mà nó có những cái cơn mưa đầu mùa thì nó hay gặp những cái trường hợp bệnh, là nó bệnh đường hô hấp là nhiều nhất ha. Tại vì nó nhạy cảm với thời tiết á anh em. Thì gà mà đang nắng, trời đang nắng mà nó đổ mưa xuống là nó phải sổ mũi. Cái sổ mũi là phải cái đầu tiên nhất. Rồi nó sổ mũi mấy ngày rồi xong mà mình mà không có vô thuốc cho nó là bắt đầu nó chuyển qua khò khè. Nó chuyển qua khò khè xong là bắt đầu cái nó nhiễm vô phổi, nó viêm phổi. Bắt đầu là nó cứ khẹt khò khè sổ mũi, nó viêm phổi, rồi con gà nó rút từ từ ha. Thì mấy anh em phải nắm được cái tình hình thời tiết để mình vô thuốc. Ví dụ bệnh là bắt đầu mấy ngày hôm nay là bắt đầu mình cho uống những cái kháng sinh mà nó ngừa được cái bệnh đường hô hấp á, giống như là Lincoed, Lincospectin nè, hoặc là BioCRD. Đó, những cái thuốc nào mà nó có liên quan tới đường hô hấp nó đặc trị thì anh em pha vô nước ha, pha vô nước để cho gà nó uống đặng ngừa bệnh cho nó. Với lại mấy anh em phải tăng cường cái sức đề kháng của nó lên. Tăng cường sức đề kháng thì mình cho uống thuốc bổ nè, B complex tổng hợp nè. Với lại cái glucocase á. Glucocase trong đó nó gồm có các chất gluco, nó là đường á. Nó là đường liều cao á, gluco là đường. Mà ở trong ngành dược nó kêu đường là gluco. K là vitamin K và C là vitamin C ha. Đó thì mình cho uống cái đó để nó tăng cường cái sức đề kháng của nó lên. Bà mẹ nó ra. Thì mấy anh em mình phải coi được cái thời tiết và cái bệnh của nó tiến triển như thế nào để mình có một cái cách mình ngừa bệnh cho nó hợp lý cho mấy con gà ha. Chứ để nó bệnh rồi là mình trị nó mệt mỏi lắm, mình phải ngừa hết tất cả. Mình ngừa thì trong đó nó vẫn có con nó bị, con nào yếu thì nó vẫn bị, nhưng mà cái tỷ lệ nó bị bệnh ít lắm anh em. Con nào bệnh thì mình tách ra riêng ra mình nuôi. Ở trong cái bầy này nó có mấy con nó bị yếu này, sổ mũi này, để soạn ra nuôi. Với lại mình cũng nói mình nói với anh em luôn là cái công việc của mình hàng ngày nó nhiều lắm anh em. Anh em biết là một tháng ở cái trại này á, là nó nở thì khoảng chừng từ 250 tới 300 con gà con. Thì anh em biết cái mức độ gà của cái trại mình nó như thế nào rồi. Riêng mà gà ốp bội á, là lúc nào cũng có tầm khoảng chừng 170 tới 200 con gà ốp bội. Còn gà con á, gà con là lúc nào cũng có 20 bầy hết trơn á. Tại vì một tuần nó nở một lần, nó cứ thế nó đôn lên là nó phải 20 bầy. Vaccine rồi thuốc theo quy trình, nó rất là nhiều việc luôn á. Nhưng mà cái đầu mình rất là hay, tại vì mình cái khả năng nhớ của mình rất là hay. Mình làm theo một cách rất là khoa học, mình không bao giờ mình ghi sổ tay bất cứ một cái gì, gà nở ngày nào hoặc là cho uống cái thuốc gì rồi, quy trình vaccine như thế nào, không bao giờ mình ghi sổ. Mà mình sắp xếp nó theo một cái quy trình để bắt đầu cái, ví dụ như mình làm vaccine cái bầy gà thứ nhất
là 10 ngày là mình biết là cái bầy gà, sau cái bầy gà 10 ngày đó là cái bầy gà mới nở, thì mình sẽ làm vaccine gì, và trước cái bầy gà đó là nó được 17, 18 hay là 20 ngày là mình làm vaccine gì, và mình phải cho uống thuốc ngừa bệnh gì đó, thì mình sắp xếp nó cứ từ trên xuống dưới vậy đó, chứ mình không bao giờ mình ghi sổ tay, mình không bao giờ mình ghi sổ bất cứ một cái gì hết trơn á, kể cả gà trứng nở ngày nào, ấp ngày nào cũng vậy, mình sắp xếp theo một cái quy trình rất là khoa học luôn. Và tới cái ngày đó, ví dụ tới ngày đó mình bỏ trứng vô trong cho mấy con gà mái hoặc là mấy ấp nó ấp, thì mình biết là cái trứng sau đó là cái trứng mà mình đã gom là được bao nhiêu ngày rồi, hoặc là cái trứng cái 3 tuần trước là nó gần nở rồi, là mình biết cách để mình sắp xếp anh em ha. Thì mình phải biết sắp xếp một cách khoa học thì mình mới rút ngắn cái thời gian lại được. Và mình nói với anh em là công việc của mình nó nhiều dữ lắm, vừa nuôi gà vừa phải đi chơi chế độ đá. Mình nói với anh em nha, ở cái trại của mình á, riêng mà về cái phần mà rửa máng để thay nước không á, mà một người làm á, là phải làm từ trưa, từ sáng tới buổi trưa nó mới xong đó, là hết một buổi rồi. Riêng cái thay nước cho gà uống không á, tại vì đâu phải thay nước lạnh không đâu, cái bầy gà đó nó phải tới cái quy trình nào, nó thay nước, nó dùng kháng sinh loại gì và thuốc bổ nó ra sao, và cái bầy gà đó mình biết nó có mới điều trị bệnh hay không, thì mình bắt đầu cái mình cho thêm là men tiêu hóa, bê cam lét tổng hợp, hoặc là bổ gan thận rồi cho nó. Mình phải nhớ, và tất cả mình đều nhớ trong đầu hết, mình không có ghi bất cứ một cái gì trong cuốn một cuốn sổ tay nào hết. Đó, mình nói để anh em biết cái thời gian của mình mà một ngày nó quý giá như thế nào ha. Mình vừa phải nuôi gà này, tại vì vaccine với thuốc là mình đều phải làm hết, mình phải nắm cái quy trình, tại vì chỉ có một mình nắm được cái quy trình đó thôi, thì mình làm hết, còn những người khác người ta làm cái chuyện khác, chứ mình không phải là chủ trại mà chỉ tay năm ngón mà ngồi mà bấm cái điện thoại không đâu, cũng làm thí cũng lỉ mẹ luôn. Mấy cái đó, mấy cái thuốc men đồ cũng phải làm chứ ai đâu biết làm mấy cái đó. Cái gì mình cũng giao cho người làm hết, cái gì mình cũng giao cho người làm hết, là mấy anh em cái cọng lông gà cũng không còn nữa, chứ đừng có nói tới con gà mà nuôi cho tới đá, nó không có còn đâu. Tại vì người ta là người làm việc cho mình, thì người ta không có giống mình, người ta không, thứ nhất là người ta không có đam mê như mình, cái thứ hai nữa là người ta không có nhiệt huyết như mình đó. Thì những cái gì mà mình kêu người ta làm là người ta làm, chỉ ví dụ mình kêu người ta làm, mày làm số 1 đó cho tao, là nó chỉ biết làm số 1 thôi, chứ nó chả cần biết số 2 là cái con khỉ gì luôn. Nó biết làm số 1 xong là nó chơi á. Thì cái đó là đúng, tại vì mình trả lương cho họ theo một cái mức quy định, thì bắt buộc là phải làm vậy, mình phải chấp nhận điều đó. Chứ đâu mình đâu có bắt buộc, ví dụ mình trả lương cho người ta tháng có 10 triệu mà mình bắt buộc người ta làm với một cái số lượng công việc tới 20 triệu, ai mà làm. Giống như mình đi làm thuê cho người ta, mình cũng không có làm vậy luôn nữa. Thì nó chỉ làm đúng cái chức năng 10 triệu của nó thôi. Cho nên tất cả những cái việc gì mà nó khó liên quan về thuốc men hoặc là bệnh hoạn gà đồ này nọ, là bắt đầu là mình phải chịu trách nhiệm về cái người chủ trại hết. Thì như vậy thì nó mới có cái nó cái tỷ lệ mà hao hụt nó mới thấp. Rồi song song với đó là cái giá thành mà của một cái sản phẩm mà mình làm ra thì nó mới đỡ được cái chi phí, và đưa tới anh em thì giá nó mới hợp lý đó. Chứ còn cái gì cũng mướn hết, ngồi chỉ tay năm ngón rồi bán giá con gà nó cao ở trên trời, ai mà chơi cho nổi. Cũng có người chơi nhưng mà nó rất là ít, số lượng nó có hạn, chứ mình không có, cái đầu ra của mình không có nhiều được. Bởi vậy mình đã trích thời gian ra mình làm YouTube cho anh em nó rất là nhiều. Mình nói thiệt với anh em luôn á, là mình làm YouTube á, là mình phải không nghỉ, không mình là thường là dậy từ 5 giờ sáng, nhưng mà tới trưa là bắt buộc là nó phải buồn ngủ, tại mình dậy sớm thì trưa nó phải buồn ngủ, có chừng 12 giờ mấy là bắt đầu nó buồn ngủ, nhưng mà ngủ khoảng chừng nửa tiếng tới một tiếng thôi là nó khỏe mình lại, mình lấy năng lượng lại để chiều mình làm tiếp được tới tối. Thì nếu mà bữa nào mà làm clip cho anh em á, là buổi trưa là không có ngủ, buổi trưa là không có được nghỉ trưa, bắt đầu là phải soạn thuốc ra làm clip hoặc là nói về một cái chủ đề gì đó. Và trong khi mà mình làm việc á, trong khi mình làm việc thì mình suy nghĩ trước là ví dụ như ngày hôm nay là mình làm cái clip gì cho anh em, là mình phải cần nói những gì đó,
chứ đâu phải anh em nghĩ là cầm cái điện thoại ra bấm quay cái là ngồi nói giống như là như tiên như Phật, đâu có được. Nói kiểu tào lao mí lao là đâu có được. Mình đã cố gắng mình chia sẻ cho anh em thì chia sẻ những cái gì nó phải đúng và nó phải thực tế, chứ không có cầm cái điện thoại lên mà nói tào lao đó cho anh em nghe chơi cho vui xàm xí đấu được. Mình không có làm được cái chuyện đó. Rồi một ngày á là phải tiếp khách nè, rồi người hỏi gà nè, rồi hỏi bệnh nè. Mình nói thiệt luôn á, làm cái điện thoại của mình á là một ngày nó đã được full hết luôn á. Nghe điện thoại mày không biết bao nhiêu cuộc mà nói, rồi bên Zalo nó nhắn tin liên tục đó. Nội mà trả lời cái điện thoại Zalo không, bên Zalo không là muốn chết sống rồi. Mình làm riết mà bà xã bà bực luôn á, bà nói cái ông này làm mà không có thời gian nghỉ luôn trời, sức khỏe nó mà chịu nó, bà bực luôn, cứ lục đục làm tối ngày vậy đó. Rồi phải nuôi gà chế độ này, rồi phải đi đá này, rồi nó nhiều việc lắm, rồi còn việc ngoài xã hội nữa. Thì mình nói với anh em á là trên YouTube mình làm, mình chia sẻ tất cả những cái gì mà kinh nghiệm của mình nuôi, mình chia sẻ là từ con gà nó mới nở tới con gà mà nó đi đá như thế nào luôn. Thì anh em nào mà có quan tâm, anh em chịu khó vô cái kênh, mấy anh em lục lại cái bài cũ đó coi, tại vì trong đó mình chia sẻ mình nói thiệt là rất là nhiều luôn về các bệnh hoặc là nuôi gà con, quy trình vaccine, cái gì cũng có hết trơn á. Mình đã bỏ thời gian ra mình làm rồi, mấy anh em không bỏ thời gian ra mấy anh em coi, mấy anh em cứ muốn không à, mấy anh em cứ muốn bớt cái thời gian của anh em lại, rồi mấy anh em suy nghĩ chẳng lẽ mình không biết quý trọng cái thời gian của mình hay sao. Cũng phải làm việc chứ. Mình không nói đây, mình không có trách anh em, có nghĩa là anh em muốn quan tâm về cái nghề nghiệp này hoặc là quan tâm về cách nuôi như thế nào thì anh em cứ lên YouTube mà coi, rồi cái gì mà anh em không có hiểu á anh em hỏi mình thì mình sẽ trả lời. Chứ còn có nhiều bạn cứ nhắn tin vô như mình hỏi vẫn như luôn, anh có thể nào anh cho em được cái quy trình mà nuôi từ con gà mới nở tới con gà đá không? Bà mẹ nó, tao ngồi mà tao viết tin nhắn á, 3 ngày 3 đêm cũng chưa hết nữa. Ngồi không viết tin nhắn á, viết tin nhắn mà hết cái quy trình đó 3 ngày 3 đêm cũng không xong nữa. Đã người ta làm ra sẵn, mình muốn phổ cập cái kiến thức đó lên trên YouTube cho anh em coi, cho được rất là nhiều anh em coi, thì anh em cứ lên đó anh em coi đi coi lại thì anh em sẽ hiểu được. Đó, nó nhiều lắm. Nó nhiều, nuôi con gà từ cái lúc mà nó nở tới cái lúc đá là nó rất là nhiều vấn đề xảy ra luôn. Vừa bệnh hoạn rồi cách nuôi rồi vaccine rồi đồ ăn thức uống rồi mồi màng. Ui sao nó tùm lum chuyện hết trơn á. Mà mấy anh em xin mình cái quy trình, bà mẹ nó làm sao mà tôi viết hết được trời, tôi đâu có thời gian đâu. Đó, mình nói ở đây mình không có trách anh em, mà mình nói cho anh em hiểu là cái công việc của mình hàng ngày á, cái thời gian nó cũng có hạn dữ lắm. Cho nên á, những anh em nào mà có quan tâm thì mấy anh em vô cái kênh cũ của mình á, vô cái kênh chính của mình mấy anh em coi. Đó, thì mình có chia sẻ hết. Và mấy anh em coi, ví dụ mấy anh em không nhớ, mấy anh em phải dùng cái sổ tay để mấy anh em ghi lại. À, ví dụ như cái bệnh đó, cái biểu hiện nó như thế nào. Mình nói ví dụ như cái bệnh con gà nó bị cầu trùng là cái biểu hiện nó như thế nào, nó ỉ phân như thế nào, rồi phải dùng thuốc gì, mấy ngày liều lượng ra sao, thì mấy anh em ghi trên mấy sổ tay á. Và khi nào mà mấy anh em thấy cái con gà của mình nó có cái biểu hiện y vậy là mấy anh em biết cái bệnh cầu trùng phải sử dụng thuốc gì. Chứ mấy anh em coi không mà rồi mấy anh em cứ lên mấy anh em coi clip không rồi mấy anh em quên mẹ nó, rồi bữa sau cái con gà bệnh rồi cũng hỏi mình rồi cũng như không à. Vậy đừng có coi làm chi. Mình coi mình muốn tìm hiểu là mình phải hiểu, và mình không hiểu được thì mình phải ghi sổ, mình tìm, bắt buộc mình tìm mọi cách để mình hiểu nó. Còn ví dụ như cái vấn đề gì mà mấy anh em khó hiểu quá thì mấy anh em có thể nhắn tin mấy anh em hỏi mình, thì mình sẽ trả lời đáp ứng ngay cái lúc mà mấy anh em khó hiểu đó. Đó, chứ không thể nào mà mình cho mấy anh em một cái quy trình mà nó chi tiết tới cái mức độ mà mình làm YouTube ở trên đó, làm cái clip rất là chi tiết luôn, thuốc sử dụng như thế nào rồi mua ở đâu là mình cũng nói luôn. Bởi vậy cái thuốc mình xài nó rất là nhiều loại thuốc mà mình nhập của rất là nhiều cái công ty, mà rất là nhiều anh em nói tại sao mà anh không có lên là anh chia thuốc cho anh em xài luôn, có thời gian đâu mà làm anh em. Rồi phải cắt ra một người này, rồi phải đi gửi bưu điện này, phải lấy địa chỉ này, rồi phải ra bưu điện tính tiền, cái đồ nó phức tạp dữ lắm. Rồi xong mà mua xong mà nó giá mắc giá rẻ giá đồ này nọ kia khác, mình không thích chuyện đó chẳng thà mình không làm. Đó, anh em nào mình cứ chỉ thuốc cho anh em muốn mua ở đâu anh em mua.
đó là quyền của anh em mua mắc mà kệ anh em mua rẻ cũng được, không sao hết, miễn sao là có anh em có để mua lên cho anh em xài được rồi. Rồi vậy chào anh em ở đây ha, sáng mới thả tụi nó ra nè.